có tiền đem về chứ bán bò đây lên rồi nè. Đó, mình hai con mua thêm con hàng xóm nữa. Thấy hai con em thấy mông đùi khiếp không? Khiếp không? Hôm nay nó giòn giòn bò. Bò này bò thương, bò lên dài cổ. Hai con trước bán được nhiêu? 107 triệu ấy. Bán giỏi chứ bán đâu mà hai con của em dưới chỗ đó em bữa ăn gạch đó sao bán sao mà hai con nuôi bón lượt chứ. Bỏ trước hai con đòi, sao hai con lớn. Bán sau lớn mấy ngày thôi. À, sao hai lớn mấy ngày em bán có tầm mấy triệu rồi. Sau lớn mấy ngày. Bữa anh nói tầm mấy triệu không nghe? 75 triệu. 75 triệu. Bán sao bán hố bán hầm bán kiểu gì chứ. Hai con nó đẹp ghê lắm á. Thấy rồi, thấy yeah. Đi qua làm ra con cột phía ngoài á. Dạ. Yeah. Mà sao anh bán kiểu gì vậy biết không? Ừ bán kiểu gì quê vô. Mọi lần đem rắn luôn mà. Hi, lại một ngày mới bắt đầu. Tùng TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2022 dương lịch. Đó thì sáng hôm nay mình tiếp tục cái cuộc hành trình ba tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum vận chuyến 7 con 3B về cho 3 vị khách. Đó thì sáng hôm nay có một ông anh ở trên bưu điện Nam Giang, huyện Đắk Đo, tỉnh Gia Lai chốt 2 con. Đó thì anh này năm ngoái mua của mình là 4 con, vừa rồi xuất được 2 con rồi, được 100 mấy đó không biết. Mai để chút nữa mình lên, mình giao bò rồi mình quay chi tiết gặp gỡ với anh, thử là anh bán 2 con được bao nhiêu. Đó và 4 năm con còn lại thì mình vận chuyển về Kon Tum gồm cho một ông anh ở trên Đắk Tô đó, thì trên cầu Dương Bình luôn. Thì ông anh này thì năm ngoái cậu của anh mua của mình 4 con, thì năm nay anh thấy cậu nuôi phát triển thì anh mua của mình 2 con nuôi thử đó, và còn 3 con còn lại thì mình giao ở trên đường tránh của Kon Tum đó. Thì cái cuộc hành trình ngày mới mình đi rất là sớm. Bây giờ hiện tại bà con nếu ở Gia Lai thì ai cũng biết ở chỗ này, đây là đồi thông Mang Giang đó, thuộc quốc lộ 19 tỉnh Gia Lai. Và từ lúc 2 giờ sáng mình đã đi và bây giờ là 6 giờ 15 phút. Đó thì mình lên tới chân đèo Mang Giang, mình giao một cái máy bơm có cho cô chú nhiệt tình. Nhưng mà trời thì vẫn còn tối, mình quay video không được. Đó thì lên đây mình làm cái video mở đầu cũng như là thêm lại những cái con bò trên xe đứng thử có ổn định hay không, quay sơ sơ những con bò này. Và cuộc hành trình ngày mới bắt đầu, mời bà con cùng theo dõi hết video để biết cái nội dung mà mình chia sẻ, cũng như là đừng quên like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý anh chị, quý bà con và các bạn. Rồi ngày mới cũng bắt đầu rồi, kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc chăn nuôi luôn được thuận lợi, và theo dõi nội dung video với mình. Bắt đầu nào. Thì đây bà con, đây là đồi thông thuộc huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Đây là quốc lộ 19. Cái đoạn này nó có một cái công ty đá đó, thì chỗ này nó đường nó rất là rộng nên là mình đứng lại mình xem bò. Và đây thì sáng hôm nay mình vận chuyển tổng quan 7 con 3B này, trước 4 con, sau này 3 con. Đó thì cái kẹp lớn nhất xe này thì mình chốt cho ông anh ở trên ngay chỗ bưu điện Nam Giang, huyện Đắk Đo, tỉnh Gia Lai, với giá là 49.500.000. Đó, một con 24, một con 25 năm. Đó thì đáng lẽ kẹp này nếu mình bán lý ra là 50 luôn bà con, nhưng mà anh mua cả kẹp với lại là khách hàng cũ nên là mình dán cho anh 500.000 bao vận chuyển luôn. Đó, còn ở trước kia thì gồm một con này này, con này là con cho ông anh ở trên Bùng Binh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, với lại một con đen đứng trước nhất kia. Còn ba con mà đứng xem xem đó, ba con mà đứng quay đầu qua lại xem á, thì cho ông anh ở trên đường tránh Kon Tum. Ở thì nói chung là bò nó đứng cũng thoải mái thong thả, và mình quay sơ sơ như vậy để lên trên đó mình xuống bò rồi mình quay chi tiết cho bà con hơn. Và mình chia sẻ với bà con á là những vị khách mà khách hàng cũ của mình á thì hầu như là 100% rồi. Nếu tính tới bây giờ thì ông anh này mua lại của mình nữa là 100% khách hàng cũ năm ngoái đều ủng hộ, quay lại ủng hộ Tùng TV hết rồi đó. Đó thì sáng ra cũng gác theo cái máy bơm có lên, mà ông
ông chú với cô ở ngay chỗ cây sen số 40 dưới chân đèo Văn Giang đó. Thì đẹp là mấy bông cỏ của mình tính ra đi 2 tháng rồi vẫn chờ mình đó, nhiệt tình hết cỡ luôn mà lên trời vẫn còn tối nên là quay video cũng được, rất là buồn. Đó thì nói chung với cuộc hành trình của mình là như vậy, nôm na là như vậy. Bà con đừng tua video cũng như là xem hết video để ủng hộ mình, cũng như là biết được cái cuộc hành trình này mình giao bò về cho các vị khách có ưng ý, có hài lòng và có suôn sẻ, có thuận lợi hay không. Thì mời bà con đón xem hết video. Rồi lên tới nhà của anh trai đầu tiên đó. Quả hôm trước mua luôn con cặc này nè, với con hàng xóm đó. À một con hàng xóm nữa anh. Về có tiền đem về chứ bán bò đây lên rồi nè. À đó, mình hai con mua thêm con hàng xóm nữa. Thấy hai con em thấy mông đùi khiếp không, khiếp không? Hôm nay nó giòn giòn bò. Bò này bò được thương, bò ở dạng luôn. Ui, wow, lên dài cổ. Hai con trước bán được nhiều? 107 triệu anh. Bán dở cho bán đâu mà hai con của em dưới chỗ đó em bữa ăn gẹp đó, sao bán sao mà hai con nuôi bón lượt chứ. Bỏ trước hai con đòi, sell hai con lớn. Bán sau lớn mấy ngày thôi. À, sell hai con lớn mấy ngày em bán có tầm mấy triệu rồi. Sau lớn mấy ngày. Bữa anh nói tầm mấy triệu không nghe? 75 triệu. Bán sao, bán hố, bán hầm, bán kiểu gì chứ. Hai con nó đẹp ghê lắm á. Thấy rồi, thấy yeah. Đi qua làm ngang qua cột biết ngoài á. Dạ. Mà sao anh bán kiểu gì vậy biết? Ừng bán kiểu gì quê vô. Mọi lưng đem rẻm luôn mà. Cỏ này chắc phú em. Cỏ cho luôn em. Ui. Cỏ nó lên cái trồng tiêu mà nó kiểu như cái mê. Nó cao lắm. À. Lên 4-5 mét. Chịu. Về hai con nữa anh đi đúng bài. 107 triệu nuôi mười mấy tháng. Dạ nhà nông mình bây giờ biết làm gì đâu, nuôi con bò giỏi kiếm đồng vậy. Đi con mình nên xuống bò xong rồi mới quay được. Có thằng bò nữa nãy dắt em chưa quên đi luôn. Rồi quay lại hai con siêu muối của mình hôm trước bỏ ra anh này đó. Con da luôn nãy giờ coi mong này, mong phải kiếp luôn đó. Anh bắt một con của hàng xóm 26 triệu. Rồi có thiệt hơn. Còn kẹp của mình đây là 49 triệu 500. Khung sát. Bò thì giá cá thì nó như vậy. Hàng đó là anh nuôi nhanh thói này. Hai con này ví dụ anh nuôi anh vỗ voi á là Tết có thể anh lấy tiền được. À mà anh thì tính là anh đầu bán non đâu mà. Nếu ngon lành là chừng là sang Nam anh bán là y. Có anh thì ui trời, còn dài luôn rồi, muối này trời, còn mong muối bò đây giờ thấy giờ giờ chưa răng vừa có hết hả. Hầu bỏ anh bốn con thì hai con đôi với lại hai con lớn. Hai con lớn thì bỏ trước mấy tháng thì anh bán được 107 triệu rồi. Có anh bây giờ thì bắt nhé anh không kịp. Wow. Ấy, bà bê. Anh thì anh nuôi anh giải trấu cà vô để anh lấy phân anh bón coi. Nó là anh không có làm chuyện nữa. Đó. Giờ sẽ có cho bò anh luôn. Ủa. Mùi thấy cả. Bò mong muối nó lên là nhìn thấy riêng. Nói chung là chỗ nhiệt tình uy tín từ xưa tới giờ. Anh mua bò ngày xưa anh theo dõi kênh em nói anh bác bò của mình thì đêm nay tiếp tục quay lại ủng hộ đó. Mà hầu như là bà con em nói mua bò của mình thì quay lại mua lại của mình hết. Em nói chung là giá bò nó cao đó. Lúc mình bỏ vô thì hai con này nó còn non, đặc biệt là con ba bê da luôn rồi nè. Đó thì
Bò mà anh em, bò anh em ngoái bò buôn mấy 50 triệu mà con chút cái đầu to như bữa nay. Nó mát bò nó. Hôm nay bò chưa đời 50 triệu mà chặt bò nó lỡ ở đây rồi anh nuôi nó nhanh. Ê. Ui, con da lừa nó lên múi ghê quá hen. Lên múi cũng hơn con bông ngoài luôn mà. Con nó từ đầu tiên nó là cắt. À, từ lúc mà bỏ vô tới giờ là múi kiếp thiệt. Ra đít quá F2 mất mà. Dạ chứ nậu ngại da lương nào cũng ít mua lắm. Nên là mình đi mua bò da lương mình cũng mua rẻ hơn so với bông với đen. Mà da lương mà anh nuôi không? Ý. Mong có khác này F2 đâu, này mai là bò này còn non lắm. Chưa gì hết. À, phải được không? Chân cũng to lắm. Chân cỡ đói là được rồi, bộ 3B không cần phải là cọc chân lắm đâu. Nhưng chắc là cấp mình nó dài là được rồi. Lỡ bò mà tính ra như kẹt đôi mà giờ giá chưa tới 50 triệu anh mua lúc nào cũng thắng. So với cái giá bò này em quái anh mua là nó mềm hơn rất là nhiều luôn. Em quái bò keng, giá bò cực keng luôn. Kẹp anh em quái bỏ vô cũng 4 mấy này chứ. 49 triệu gì đâu, phải ít đâu. Một con 2-3 năm, một con 2-4 năm hả không? Thì lấy chồng đó biết đâu. À. Quá, 49 triệu là một con... Cặp con này 49, cặp trước 49. À, cặp trước là... Cặp trước anh bán 107 triệu là 49 triệu. Cặp đời bỏ xe mấy tháng cũng 49 triệu. À. Là hầu bò nó nhỏ, nó non bò. Nó mất bò chứ mà nó non bò. Đồng bò bây giờ bỏ vô nó sát. Nó hơn 500 ngàn mà nó sát lớn à. Có nhiều nuôi sướng quá. Uầy, mong đùi con nào không ấy. Phụ cám nhiều không? Cám thì ngày ăn mỗi con có 3 chén. Ngày cỡ 3 chén cám. Bắp nữa nhưng mà phải bắp nấu, sắc mì. Dạ giá hầu mới mua bò AB vợ kinh đéo ấy chứ. Vợ kinh liền á, vợ nó vừa mua bò mà kẹp bò chút xíu à, cứ 50 không. Nuôi anh em rồi bán thói tiền rồi, bây giờ anh gói qua đi em coi rồi có gì về em báo lại chồng em. Rồi đó, công việc như vậy. Đi 100 trong nghỉ. Đẹp, đẹp ghê quá. Đấy. Mấy hả? Kẹp đời mà nó dài bò hơn chút nữa là đúng bài nhưng mà thiệt phải gớm. 1 Rồi, tới nhà của anh trai thứ hai, chúc ba con cực đẹp luôn. Ba con đồng giá 22 triệu. Đi. Đi đi đi. Không có đi mất đâu, bò này nó hiền nóng hay như bò của mình nè. Đi. Đi, đi. Mà anh từ trước giờ chưa nuôi, nay anh mới nuôi thử. Đó, mới đem chuồng ngày hôm qua xong, bữa nay bắt đầu vào. Được sang Nam tiếp tục ủng hộ. Đó, khách này là khách mới. Còn ông anh hồi sáng mình giao là khách cũ năm ngoái đã mua bò của mình, đã bán. Ông anh mới nãy... Còn anh mới nãy giao là đem quái bác một kẹp mới bán 107 triệu á. Mới bán vừa xem luôn á. Đây, ba con. Đó. Đồng giá 22 hết, nhìn đã không? Con nào nói phê luôn. Đẹp không? Sao nhìn ở trong video với quài bò quài thực tế có giống không? Ý là so với cái tưởng tượng cái độ lớn nhỏ ấy. À. Nó đẹp hơn nha. Ở ngoài đẹp hơn ấy. Rồi kiếm gì cho nó ăn vô cho đi từ sớm tới giờ chưa ăn hết nha. Rồi. Đó, về cạp đất ăn luôn. Ăn đất luôn. À, ăn do đất đấy, đất cục là máu á. Nó có khoáng á, thích ăn. Ua, kiếm cây nó to đã. Con nào nói mê luôn. Rồi, nhà thứ hai, à, xem. Giờ còn hai con nữa đi lên lúc lên đất tù á. Đợi lên đất tù làm sao không ta? Chắc nem tầm 50 coi nữa, hơn 50 coi nữa quá. Chắc cửa đó á. Rồi, ổn định.
Rồi tới nhà ông anh cuối cùng ở trên Đích Tô rồi đó, chụp nghĩ đồng giá 21 triệu. À, anh trên này anh cũng mua được một con đó, cũng 21 triệu, cực đẹp luôn. Nói chung là con nào nhìn cũng đẹp hết. Đây, anh có một bộ mì con. Hồi anh mua một cái 37 năm anh. 37 năm là lúc mà bầu mới 5 tháng rồi. À, hôm trước anh nhân tin anh nói là bầu 3B mà. À, mà anh đi nghĩ ra đẹp ghê không? Cái man. Giờ phối 3B phối cái gì? Thì ai có rồi. Đó. Rồi mình chở lên cho anh hai con. Đó, bao vận chuyển về tận nhà luôn là 42 triệu. Đó. Con 21 triệu. Đáng lý con này 21 triệu, còn con này 21 năm, lớn hơn chút đó. Nhưng mà lái cái kẹp thì mình bao vận chuyển lên về tận nhà là đồng giá là 21 triệu hết đó. Khu này của anh có rất là nhiều đó. Anh nuôi con bò cái, còn đây thì mèo khói đen vũ chi mát sữa cực kỳ luôn. Nấu thêm dây vô anh. À. Hôm nay anh phối 3B được bao nhiêu rồi? Bên đây 21 hả? Dạ bên đây. 2 tháng 1 ngày. Còn nghĩ thôi là ngày xưa bò phối này chứ không phải bò nhí đâu nha anh. Rất nghi cái rất man này. Nghi cái của nó này. Dạ, yeah. Nó là bò phối ấy, chứ không phải bò nhảy đâu. Ra nó còn rạch tông rách man luôn mà, xây mạch đồ nữa luôn. Chụp chì mát sữa ghê hồn luôn. À. Còn con ra vú lớn còn chì như mẹ coi. Điện thui. Nhà của ông chú hôm trước dưới đây vậy đâu? Ông cậu đang xây máng giùm nè. Dạ. Hai con bác lại của ông đâu? Hay là hai con bò lớn ông còn nuôi với không? Sáu bốn con đó là mình lấy hai con. Em lấy một con. Con, yeah. Con là anh cậu bán. Yeah. Con ông bán được bao nhiêu? Anh lấy một kẹp 90 đi. Không, một kẹp 60. À, một kẹp 60. Là 59 mà con 60. À. Còn ông bán một con bao nhiêu? Không biết, ông ấy kia kìa. À. Đi. Do cái mặt ở kia không kìa. Cái máng gỗ giờ thay lại cái máng, thay lại máng dễ ăn. Quay bé coi sao nước bay tùm lum hết này. Đâu, đi chuồng heo á. Ờ trời mát rồi. Lấy bò thêm. Im. Đây. Được hết vậy, làm được hết vậy. Không thở mà. Không chiên mày vậy kiếm tiền tiêu mà. Dạ này không nuôi nữa sao bán hết vậy? Coi. Cái này là con 39 á, anh chuyển đi. Dạ dạ còn 39 kìa anh. Nhưng hôm nay đèn mình chứ không có ôm. Dạ. Thì em nó ở trên này nó lo bò, còn em ở dưới quê em cất cái nhà cho bà già rồi, cứ giờ là em mua rồi em chở đi luôn. Thế là bữa nay là ở đâu? Đang ở dưới quê dưới Bình Định á. À, bữa nay không bỏ đi anh à. Em cứ ở bách dưới đó bách bò rồi đi vậy chứ. Em bác bò cắn dưới đó là chính mà. Quê của em á. Đấy là vợ con luôn, ở dưới đó hả? Dạ không, có vợ ở trên này. Em cứ đi về vậy á. Dạ. Cái nè. À. Cuối nè, 20/2/20. Giờ mình ghi hết. Chứ không có ghi sổ nên mà ghi. Dạ. Nhớ đâu ghi đó nữa. À, dạy thuê hết, bán hết. Nghỉ. Làm nhà đó. Dạ. Yeah. À đang làm nhà đó hả? Đô gạch đó hả? Không, nghĩ là anh làm năm ngoái rồi mà. À. Bán ra đây tiền làm nhà. Dạ. Sau này có điều kiện mình làm nuôi lại. Có điều kiện nuôi lại.